Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng luyện tập bài tính đơn điệu và cực trị của hàm số. Trước hết chúng ta cùng nhắc lại một số kiến thức liên quan đến tính đơn điệu của hàm số thông qua sơ đồ tư duy sau. Về khái niệm, định nghĩa hàm số đồng biến. Nếu với mọi x1, x2 thuộc K. Và x1 bé hơn x2. Ta suy ra được fx1 bé hơn fx2. Thì hàm số sẽ đồng biến trên khoảng K. Còn hàm số nghịch biến trên K với mọi x1, x2 thuộc K. Mà x1 bé hơn x2. Ta suy ra fx1 lớn hơn fx2. Em lưu ý ở đây K chính là cái khoảng mà hàm số xác định nhé. Về mối liên hệ giữa dấu của đạo hàm với tính đồng biến, nghịch biến, chúng ta có nếu f phải x lớn hơn 0 với mọi x thuộc K thì hàm số sẽ đồng biến trên K. Còn nếu đạo hàm là âm với mọi x thuộc K thì hàm số sẽ nghịch biến trên K. Các bước xác tính đơn điệu. Bước 1 chúng ta tìm tập xác định. Bước thứ 2 tính đạo hàm f phải x. Sau đó tìm các điểm mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định. Bước thứ 3 chúng ta lập bảng biến thiên. Và bước thứ 4 chúng ta sẽ kết luận về tính đơn điệu của hàm số. Bài tập 1.2, xét sự đồng biến nghịch biến của các hàm số sau. Câu A, y bằng 1 phần 3x mũ 3 trừ 2x bình phương cộng 3x cộng 1. Ta có hàm số là hàm đa thức, nên tập xác định là R. Đạo hàm bằng x bình phương trừ 4x cộng 3. Đạo hàm là một tâm thức bậc 2 nên tuân theo quy tắc trong trái ngoài cùng. Ta có hai nghiệm của tam thức này là 1 và 3. Như vậy ở trong trái dấu với hệ số A. Như vậy phẩy bé hơn 0 với mọi x thuộc khoảng 1, 3. Và ở ngoài cùng dấu với hệ số A. Lại phẩy lớn hơn 0 với mọi x thuộc khoảng âm vô cùng 1 hợp khoảng 3 dương vô cùng. Do đó hàm số đồng biến trên khoảng âm vô cùng 1 và khoảng 3 dương vô cùng. Em lưu ý khi mà kết luận tính đơn điệu của hàm số trên các khoảng rời nhau thì ở giữa các khoảng chúng ta sẽ ghi chữ và hoặc là dấu phẩy, dấu chấm phẩy chứ không được dùng dấu hợp nhé. Nghịch biến trên khoảng 1, 3. Câu B, y bằng trừ x mũ 3 cộng 2x bình phương trừ 5x cộng 3. Ta có tập xác định là R, y phẩy bằng trừ x trừ 3 bình phương cộng 4x trừ 5. Nhận thấy delta của y phẩy là âm nên tâm thức bậc 2 này sẽ luôn cùng dấu với hệ số A, tức là y phẩy luôn bé hơn 0 với ngoại x thuộc R, do đó hàm số nghịch biến trên R. Bài 1.3 tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số sau. Ở đây chúng ta có hai hàm phân thức khác với hai hàm đa thức ở bài 1.2. Câu A, y bằng 2x trừ 1 chia cho x cộng 2. Tập xác định của hàm số là R hiệu đi trừ 2. Ta có đạo hàm bằng 5 chia cho x cộng 2 tất cả bình luôn lớn hơn 0 với mọi x thuộc R hiệu đi trừ 2. Và y phải sẽ không xác định tại x bằng trừ 2. Do đó các em lưu ý trên bảng biến thiên chúng ta phải điền số x bằng trừ 2 vào. Vì y phải luôn lớn hơn 0 với mọi x khác trừ 2
nên ở trên 2 khoảng âm vô cùng trừ 2, mà trừ 2 dương vô cùng và điền dấu cộng. Tại vị trí x bằng trừ 2 làm cho đạo hàm không xác định và điền dấu 2 gạch. Và để ý rằng là tại x bằng trừ 2 thì hàm số y cũng không xác định, nên dấu 2 gạch này chúng ta cũng tiếp tục điền ở dòng thứ 3. Sau đó chúng ta sẽ tính lim của y khi x tiến tới âm vô cùng và dương vô cùng là bằng 2. Lim của y khi x tiến tới 2 trừ bằng dương vô cùng. Lim của y khi x tiến tới 2 cộng bằng âm vô cùng. Từ bảng biến thiên ta có hàm số đồng biến trên các khoảng âm vô cùng trừ 2 và trừ 2 dương vô cùng. Câu B. Y bằng x bình phương cộng 4x cộng 4 chia cho x trừ 3. Ta có tập xác định của hàm số là R hiệu đi 3. Y phẩy bằng x bình phương trừ 6x trừ 7 chia cho x trừ 3 tất cả bình. Y phẩy bằng 0 tương đương x bằng trừ 1 hoặc x bằng 7. Và y phẩy không xác định phải x bằng 3. Như vậy trên bảng biến thiên chúng ta sẽ viết theo thứ tự tăng dần các x y. Trừ 1, 3, 7. Tại vị trí x bằng trừ 1 và x bằng 7 là nghiệm của phương trình y phẩy bằng 0, nên ta điền số 0. Còn x bằng 3 làm cho y phẩy không xác định và cũng làm cho hàm số y không xác định, nên chúng ta điền dấu 2 gạch. Xét dấu của y phẩy. Dấu của y phẩy phụ thuộc vào dấu của tử vì mẫu luôn dương với mọi y khác 3. Tử là một tam thức bậc 2, chúng ta có quy tắc trong trái ngoài cùng. Và cuối cùng chúng ta sẽ điền các dấu mũi tên, tính giá trị tại các nghiệm trừ 1, 7 và tính các giới hạn. Dựa vào trong bảng biến thiên ta có hàm số đồng biến trên các khoảng âm vô cùng trừ 1, khoảng 7 dương vô cùng và nghịch biến trên các khoảng là trừ 1, 3 và khoảng 3, 7. Các em lưu ý là mình không được nối liền là thành khoảng trừ 1, 7 nhé. Đây là hai khoảng rời nhau. Tại vì tại x bằng 3 thì hàm số gián đoạn. Bài 1.5 là một bài toán thực tế. Giả sử số nhân của một thị trấn sau T5 kể từ năm 2000 được mô tả bởi hàm số NT bằng 25T cộng 10 chia cho T cộng 5 với T lớn hơn hoặc bằng 0. Trong đó NT được tính bằng đơn vị là nghìn người. Câu A, tính số nhân của thị trấn đó vào các năm 2000 và 2015. Câu B, tính đạo hàm N'T và lim của NT khi T tiến tới dương vô cùng. Từ đó giải thích tại sao số nhân của thị trấn đó luôn tăng nhưng sẽ không vượt quá một ngưỡng nào đó. Đầu tiên chúng ta sẽ tính số nhân của thị trấn đó vào năm 2000. Các em để ý là T chính là cái số năm kể từ năm 2000. Do đó tính số nhân của thị trấn đúng vào năm 2000 thì ta sẽ có T là bằng 0. Với T bằng 0 thì N0 là bằng 2000 người. Và vào năm 2015, tức là sau 15 năm kể từ năm 2000, thì ta sẽ có N15 bằng 19,25 nghìn người. Câu B, tính đạo hàm N'T, ta được 115 chia cho T cộng 5 tất cả bình. Nhận thấy N'T luôn lớn hơn 0, với mọi T lớn hơn hoặc bằng 0. Và lim của NT khi T tiến tới dương vô cùng, thì ở đây chúng ta sẽ tính lim của 25 T cộng 10 chia cho T cộng 5 khi T tiến tới dương vô cùng. Áp dụng kiến thức đã được học ở lớp 10 thì chúng ta được kết quả là bằng 25. Các em có thể tham khảo bảng biến thiên của hàm số NT trên nửa khoảng từ 0 đến dương vô cùng như sau. Ta có NT trên nửa khoảng này là luôn mang dấu dương. Tại T bằng 0 thì NT bằng 2 như ta đã tính ở câu A. Và lim của NT khi T tiến tới dương vô cùng bằng 25. Như vậy thì mình thấy là số nhân của thị trấn đó sẽ luôn tăng vì hàm số này sẽ luôn đồng biến trên cái khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Nhưng nó sẽ không vượt quá 25.000 người. Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ ôn một số kiến thức về cực trị của hàm số. Đầu tiên định nghĩa, nếu tồn tại số h lớn hơn 0. Sao cho fx bé hơn fx 0. Với mọi x thuộc khoảng x0 trừ h, x0 cộng h.
con của khoảng AB và x khác x không? Thì hàm số sẽ đạt cực đại tại x không. Còn nếu tồn tại số h lớn hơn không sao cho fx lớn hơn fx không? Với mọi x thuộc khoảng x không trừ h, x không cộng h, con của khoảng ab và x khác x không, thì suy ra hàm số đạt cực tiểu tại x không. Tiếp theo định lý viết gọn trong hai mảng biến thiên. Ta có nếu f và x đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua điểm x0 thì hàm số sẽ đạt cực đại tại x0. Còn nếu f và x đổi dấu từ âm sang dương khi qua x0 thì hàm số sẽ đạt cực tiểu tại x0. Các bước tìm cực trị của hàm số. Bước 1, ta tìm tập xác định. Bước thứ 2, chúng ta sẽ tính f và x. Tìm các điểm mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định. Bước thứ 3, chúng ta lập bảng biến thiên. Và bước thứ tư, chúng ta sẽ nêu các cực trị của hàm số. Và đây cũng có một lưu ý là trong chương trình mới thì mình chỉ có một định lý, một quy tắc để tìm các cực trị của hàm số. Cô thấy có một số giáo viên ở trên mạng thì người ta nêu cả cái định lý số 2, tức là liên quan đến đạo hàm cấp 2. Thì đó là cái phần mà đã giảm tải của chương trình cũ rồi. Cho nên là trong chương trình mới của chúng ta chỉ có một định lý duy nhất này thôi các em. Các em lưu ý nhé. Bài 1.7. Tìm cực trị của các hàm số sau. Câu A, y bằng 2x mũ 3 trừ 9x bình phương cộng 12x trừ 5. Tập xác định của hàm số là R. Ta có đạo hàm y phẩy bằng 6x bình phương trừ 18x cộng 12. Y phải bằng 0 tương đương x bằng 1 hoặc x bằng 2. Ta có bảng biến thiên. Và từ bảng biến thiên ta có hàm số đạt cực đại tại x bằng 1 và y cực đại bằng y 1 là bằng 0. Và hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 2, y cực tiểu bằng y 2 bằng trừ 1. Để tìm cực trị của hàm bậc 3 bằng máy tính bỏ túi thì rất là đơn giản. Chúng ta chỉ việc sử dụng chức năng giải phương trình bậc 3 ở trên máy tính. Đầu tiên chúng ta chọn menu, chọn chức năng giải phương trình là số 9. Chọn số 2, đa thức bậc 3. Sau đó chúng ta sẽ nhập các hệ số vào. 2, trừ 9, 12 và trừ 5. Ấn dấu bằng, ấn bằng thêm một lần nữa. Thì đầu tiên nó sẽ hiện ra các nghiệm của phương trình bậc 3 này. Chúng ta sẽ ấn tiếp dấu bằng cho đến khi nó hiện cực đại. Thì thấy hàm số đạt cực đại tại x bằng 1 và y cực đại bằng 0, hoàn toàn trùng khớp với kết quả đã tính của chúng ta. Tiếp theo, hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 2 và y cực tiểu là bằng trừ 1. Như vậy, việc tính toán lúc nãy của chúng ta là hoàn toàn chính xác. Câu B, y bằng x mũ 4 trừ 4x bình phương cộng 2. Tập xác định của hàm số là R. Ta có y phẩy bằng 4x mũ 3 trừ 8x, y phẩy bằng 0 tương đương x bằng 0 hoặc x bằng cộng trừ 2. Ta có bảng biến thiên. Trên bảng biến thiên ta sẽ ghi theo thứ tự tăng dần các nghiệm của phương trình y phẩy bằng 0. Tại dòng đạo hàm, ta sẽ ghi các số 0 ngay dưới vị trí các nghiệm của phương trình y phẩy bằng 0. Và ở tiết 4, cô đã hướng dẫn các em cách xác dấu của một biểu thức bậc 3. Và riêng đối với trường hợp y là một hàm trùng phương, tức là có dạng ax mũ 4 cộng bx bình cộng c với a khác 0, thì chúng ta có thể xác dấu của y phẩy
Bằng cách là ở khoảng ngoài cùng bên phải, chúng ta sẽ điền dấu cùng dấu với hệ số A. Hệ số A đây là bằng 1 cho nên chúng ta sẽ điền dấu dương. Và từ phải sang trái, chúng ta sẽ điền đang dấu. Tức là ở đây dương thì đây là âm, rồi đến dương, rồi đến âm. Thì đối với hàm bậc 4 trùng phương thì chúng ta sẽ dùng cách đó sẽ nhanh hơn. Còn nếu với hàm bất kỳ thì chúng ta có thể là thay số vào để xem dấu dương hay âm. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cách khác nữa, đó là xét dấu tích của các biểu thức bậc nhất và bậc hai. Tuy nhiên thì đó là cái phần mà dẫn tải ở lớp 10 các em không được học, cho nên là cô sẽ không nói về cách đó. Ở trên dòng y thì chúng ta sẽ tính giá trị tại vị trí cắt nghiệm. Bằng trừ căn 2 thì y bằng trừ 2, x bằng 0, y bằng 2, và x bằng căn 2 thì y bằng trừ 2. Sau đó điền các dấu mũi tên vào và tính các giới hạn. Dựa vào bảng biến thiên thì chúng ta có hàm số đạt cực đại tại x bằng 0 và y cực đại là bằng 2. Hàm số đạt cực tiểu tại hai vị trí là x bằng trừ căn 2 và x bằng căn 2. Y cực tiểu đều bằng trừ 2. OC y bằng x bình phương trừ 2x cộng 3 chia cho x trừ 1. Đối với hàm phân tích bậc 2 trên bậc nhất này thì lưu ý là khi mà lập bảng biến thiên chúng ta phải nhớ đến điểm làm cho đạo hàm không xác định và làm cho hàm số không xác định nhé các em. Việc này cô đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần ở các tiết trước rồi. Tập xác định của hàm số là R hiệu y1. Ta có y phẩy bằng x bình phương trừ 2x trừ 1 chia cho x trừ 1 tất cả bình. Y phải bằng 0 tương đương x bằng 1 trừ căn 2 hoặc x bằng 1 cộng căn 2. Và y phải không xác định tại x bằng 1. Ta có bảng biến thiên. Trên bảng biến thiên nhớ ghi cả ba số x là nghiệm của phương trình y phải bằng 0 và tại x bằng 1 làm cho y và cả y phải không xác định. Nên chúng ta sẽ điền dấu hai gạch ở cả hai dòng y phải và y. Sau đó chúng ta xét dấu. Dấu của y phẩy phụ thuộc vào dấu của tử. Tính các giới hạn và tính các giá trị tại các nghiệm, sau đó điền vào dòng thứ ba. Thì dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số đạt cực đại tại x bằng 1 trừ căn 2 và y cực đại là bằng trừ 2 căn 2. Và hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 1 cộng căn 2, y cực tiểu bằng 2 căn 2. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách tìm cực trị của hàm phân tích bậc 2 trên bậc nhất nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm các cực trị bằng cách là giải phương trình đạo hàm bằng 0. Thì chúng ta sẽ bấm cho cô nút Shift và nút D trên DX. Mình nhập hàm số đề bài cho vào x bình trừ 2x cộng 3 chia cho x trừ 1. Sau đó mình bấm mũi tên qua bên phải cho con trỏ nó nằm ngay tại vị trí ô trống. Mình nhập chữ x. Rồi sau khi nhập xong thì chúng ta sẽ sử dụng chức năng sâu để giải phương trình này bằng cách bấm Shift sâu. Sau là cái chữ màu vàng đó nha các em. Thì đầu tiên mặc định chúng ta sẽ nhập x bằng 0. Bấm dấu bằng và ấn bằng thêm một lần nữa. Thì nó sẽ hiển thị ra kết quả. Đây chính là cái cực trị, điểm cực trị thứ nhất của hàm số này. Bằng trừ 0,4142. Thì mình thấy cái phần thập phân này nó khá là quen thuộc. Mình biết là 1,4142 chính là bằng căn 2. Thì trừ 0,4142 đây chính là bằng 1 trừ căn 2. Vậy đây chính là cực trị thứ nhất. Còn nếu mà các em không có quen cái việc mà tính nhẩm như vậy thì các em hãy xem cho cô cái video mà chuyển từ số thập phân vô hạn tuần hoàn sang căn thức nhé. Rồi, nếu mà mình không nhớ được số này, mình có thể dùng chức năng là lưu vào biến nhớ bằng cách bấm là Store A. Còn nếu mà mình nhớ được, nếu mà con số nguyên á, thì mình có thể nhớ được thì mình có thể bỏ qua bước này. Tiếp theo, mình sẽ đi tìm cực trị thứ hai của hàm. Cũng y như lúc nãy, mình sẽ bấm Shift D chia DX nhập hàm vào. Sau đó mình ấn Shift sâu. Và lúc này mình không nhập x bằng 0 nữa mà chúng ta sẽ bấm cho cô là 2 nhân với 1 trừ đi
cái nghiệm lúc nãy chúng ta tìm ra là A. Thì chỗ này chúng ta sẽ cần một chút kiến thức về tâm đối xứng của đồ thị, về tiệm cận. Tâm đối xứng của hàm bậc 2 trên bậc nhất sẽ là giao điểm của hai tiệm cận đứng và tiệm cận xiên. Thì qua cái bài sau, bài bài 3 và bài 4 về tiệm cận và khảo sát hàm số, chúng ta sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạm thời chấp nhận cho cô cái công thức khi mà mình bấm lần 2. Mình sẽ bấm cho cô 2, 2 lần nhân với số 1. Số 1 ở đây là gì? Là nghiệm của cái mẫu này các em, x trừ 1 bằng 0 tương đương với x bằng 1. Được chưa? 2 lần nhân với nghiệm của mẫu trừ đi cái nghiệm thứ nhất mà lúc nãy mình bấm. Đó. Ấn dấu bằng. Ấn bằng thêm một lần nữa. Thì nó hiện ra kết quả là 2,4142. Thì đây chính là bằng 1 cộng căn 2 đó các em. Đó. Rồi mình lưu vào trong biến nhớ B. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi tìm tung độ của các điểm cực trị này. Lúc nãy là mình tìm được cái điểm cực trị đúng không? Tức là mẫu hành độ của các điểm cực trị của đồ thị hàm số thôi. Bây giờ mình đi tìm tung độ. Thì mình chỉ việc dùng chức năng calculator thôi. Mình nhập hàm vào x bình trừ 2x cộng 3 chia cho x trừ 1. Đây mình bấm cái nút CALC ở đây. Không bấm zip nữa nhé các em. Những cái phím mà nó nằm trực tiếp màu trắng thì mình bấm trực tiếp vào đó luôn. Còn cái những cái nút màu vàng kia thì mình mới bấm zip. Nút màu đỏ thì mình bấm alpha. Rồi cô sẽ nhập cái cực trị thứ nhất là alpha A. Ấn dấu bằng 2 lần. Thì được là trừ 2,828. Thì đây chính là bằng trừ 2 căn 2 đó các em. Đây chính là y cực đại. Tiếp theo mình sẽ bấm lại nút CALC và nhập biến nhớ B. Ấn dấu bằng 2 lần thì được 2,828. Thì đây chính là bằng 2 căn 2 là y cực tiểu. Sau đây là các bước bấm máy tính, các em có thể lưu lại nhé. Cô D, y bằng căn bậc 2 của 4x trừ 2x bình phương. Ta có điều kiện xác định của hàm số là 4x trừ 2x bình phương lớn hơn hoặc bằng 0, tương đương x nằm trong đoạn từ 0 đến 2, nên tập xác định của hàm số là đoạn 0,2. Đạo hàm y phẩy bằng 2 trừ 2x chia cho căn bậc 2 của 4x trừ 2x bình phương. Y phẩy bằng 0 tương đương x bằng 1. Lập bảng biến thiên của hàm số. Lưu ý là tập xác định của chúng ta là đoạn 0,2 cho nên chúng ta chỉ cần lập bảng biến thiên ở trên tập xác định chứ không nhất thiết phải xét từ âm vô cùng đến như vô cùng. Tại vì chúng ta sẽ không xét sự biến thiên trên những khoảng mà hàm số không xác định. Xét dấu y phẩy. Dấu của y phẩy phụ thuộc vào dấu của tử, tại vì mẫu sẽ luôn dương với mẫu x thuộc vào tập xác định. 2 trừ 2x lớn hơn 0 tương đương x bé hơn 1. Cho nên ở trên khoảng này chúng ta điền dấu cộng. Và 2 trừ 2x bé hơn 0 tương đương x lớn hơn 1. Nên bên khoảng này chúng ta sẽ điền dấu trừ. Ta tính y tại 1 là bằng căn 2, y tại 0 và y tại 2 là bằng 0. Dựa vào bảng biến thiên thì ta có hàm số đạt cực đại tại x bằng 1 và y cực đại bằng y1 là bằng căn 2. Bài 1.9. Giả sử doanh số tính bằng số sản phẩm của một sản phẩm mới trong vòng một số năm nhất định tuân theo quy luật logistics được mô hình hóa bằng hàm số FT bằng 5.000 chia cho 1 cộng 5A mũ trừ T với T lớn hơn hoặc bằng 0. Trong đó thời gian T được tính bằng 5 kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó đạo hàm F'T sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất. Ta có đạo hàm F'T bằng 25.000A mũ trừ T chia cho 1 cộng 5E mũ trừ T tất cả bình. Cô nhắc lại là đối với hàm FT có dạng là K chia cho U tất cả đạo hàm thì sẽ bằng trừ K nhân với U phẩy chia cho U bình phương. Các em có thể tự tính và nháp và ghi kết quả vào nhé.
Và đây người ta hỏi là sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất. Do đó chúng ta sẽ phải khảo sát hàm F'T. Với F'T chính là tốc độ bán hàng, chứ không phải khảo sát hàm doanh số FT ban đầu nhé các em. Và tốc độ bán hàng lớn nhất khi F'T là lớn nhất. Để cho khỏi nhầm lẫn thì cô sẽ đặt HT là bằng F'T bằng 25.000 E mũ trừ T chia cho 1 cộng 5 E mũ trừ T tất cả bình. Bây giờ cô sẽ đi tìm cực trị của hàm này. Ta có đạo hàm H'T bằng trừ 25.000 E mũ trừ T nhân 1 trừ 5 E mũ trừ T chia cho 1 cộng 5 E mũ trừ T tất cả mũ 3. Ở đây cô đã viết ngắn gọn kết quả thôi, còn lại thì các em tự nháp ở ngoài giấy nháp và điền vào nhé. Ở đây có dạng là đạo hàm của hàm của chi vi, đạo hàm của một thương. H'T bằng 0 tương đương E mũ trừ T là bằng 1 phần 5, tương đương T bằng log D3 5 là gần bằng 1,6. Ta có bảng biến thiên như sau. Như vậy dựa vào bảng biến thiên, ta thấy là hàm số sẽ đạt cực đại tại x bằng log D3 5, tức là khoảng 1,65. Sau khi phát hành sản phẩm khoảng 1,65 thì tốc độ bán hàng là lớn nhất.